Cảm xúc. Một cái vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Lịch ạ. Cảm ơn Phạm Lịch rất là nhiều.
và đặc biệt là cảm ơn hai bạn vũ công cũng như nghệ sĩ saxophone Quang Trung. Nhưng mà cho Duy Khánh thắc mắc tí xíu, thấy cái anh thổi kèn saxophone quen quen hình như là giống ở trong MV gốc của chị Hồ Quỳnh Hương luôn đúng không? Dạ, lời đầu tiên thì cho Hồ Quỳnh Hương được gửi lời chào thân thương đến ba vị giám khảo cũng như các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Hay quá. Rồi lời đầu tiên mình chào, rồi lời thứ hai mình xác nhận là cái vụ mà cái anh thổi kèn saxophone đó. Xác nhận nhé. Có một cái sự rất là tình cờ, đó là em nhờ một người bạn mời một nghệ sĩ thổi kèn để hỗ trợ cho em phần thi hôm nay. Và khi mà em có được số liên lạc thì em mới nói là anh ơi có gì em gửi cho anh bài này nha, bài của chị Hồ Quỳnh Hương để anh tập này. Thôi em ơi không cần đâu, bài này anh là người đầu tiên thổi cho chị Hương. Có nghĩa là rất trùng hợp luôn và em hoàn toàn em không biết luôn. Một sự ngẫu nhiên đúng không? Rồi bây giờ bạn đã sẵn sàng để nghe những lời nhận xét đến từ phía giám khảo chưa nào? Em sẵn sàng. Xin mời chị Mỹ Linh ạ. Hồi nãy chị đã để cái chữ này này, ngạc nhiên chưa, là với chị là quá ngạc nhiên đi. Chị nghĩ là hôm nay mà chị Hồ Quỳnh Hương mà ở nhà xem cái tiết mục này, chị cũng rất thích. Thứ nhất là em rất giống chị Hương, diễn rồi cái phong thái cái thứ cũng giống và cũng xinh đẹp giống chị Hương. Và hát thì thôi đấy, không phải nói nữa. Chị không nghĩ là Phạm Lịch có thể hát hay đến mức như vậy. Tức là cô ấy có nhiều khí bí mật. Đúng rồi, không thể ngờ được luôn. Chị rất là khen em tiết mục này. Wow, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Lịch ạ. Hay quá, rất hay luôn. Đó chỉ mới là ý kiến cá nhân từ phía giám khảo Mỹ Linh thôi. Không biết là giám khảo Hồng Ánh có đồng quan điểm với giám khảo Mỹ Linh hay không. Xin mời chị Hồng Ánh ạ. Nếu có nói chăng một cái gì đó hơi tiếc tiếc ở cái hóa thân này thì ở cái tiết mục đầu tiên, bởi vì bạn thiếu cái nón. Mình muốn hỏi là tại sao lại thiếu cái nón? Tại vì cái đạo cụ này nó rất là ấn tượng. Em cũng nghĩ là mọi người sẽ thắc mắc phần cái nón, nhưng mà đây cái phần tóc này của em là tóc giả. Và khi mà em đội cái phần nón vào nó sẽ chụp xuống, mà khi tháo ra thì em mix hai bài với nhau thì nó sẽ không kịp để chỉnh trang. Giống như hồi nãy em thi xong em cũng không biết là váy của em nó bị dính bên đây luôn, hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị tiếp cho cái phần bài tiếp theo ạ. Bởi vì mình đang soi một cái clip của nhân vật thật và mình nhìn thực tế bên ngoài này thì anh thấy là cái váy của tiết mục thứ hai thì nó là màu kem đúng không? Trong khi cái váy của chị Hồ Quỳnh Hương là màu trắng. Và tiết mục đầu thì bạn thiếu cái nón. Nhưng mà mình rất là thích ở những cái này, bởi vì cái đặc điểm trong cái diễn xuất trong phần các tiết mục của chị Hồ Quỳnh Hương là chị đứng cái chân hình chữ A rất là nhiều để trụ cái thế rất là vững để chị lấy cái cục hơi và chị hát. Và thường thì cái tay chị và cái đầu nghiêng của chị nó hay ngược lại với nhau như này. Mình thấy là Lịch đã giữ rất đúng những cái diễn xuất đó của Hồ Quỳnh Hương. Nếu có nói tiếc thì anh chỉ tiếc cái tạo hình cái nón nó quá nổi bật để mình ấn tượng thì bạn lại thiếu. Nhưng mà nếu như mà em có thể nhờ canh saxophone anh Quang Trung á, anh thổi cho mình một cái đoạn nó dài hơn một tí thì nó cũng sẽ có đủ thời gian đem vào trong em thay đổi lại cái phần trang phục và tóc tai của mình. Nhưng mà anh cũng đồng ý, mấy cái người nhạc công họ khó lắm. Bởi vì cái câu mà họ đã thổi là họ nghiên cứu rồi. Không thể nào mà kéo dài ra được, không như diễn viên là cứ ngẫu hứng đâu. Nên không thể nào mà tự dưng lại nghĩ ra thêm một cái đoạn khác được lại. Nếu như vậy chắc chắn là anh ấy sẽ từ chối. Nếu như vậy thì sẽ có cái nó nằm trong cái khả năng mà Lịch có thể làm được. Tức là mình sẽ thêm một cái đoạn nhạc để cho hai bạn vũ công kia múa dài hơn một chút trước khi anh saxophone nó bước ra ngoài. Đó, thì thật ra đây là những cái yếu tố về mặt sân khấu. Thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm hơn sau những cái lần như thế này. Để chúng ta nếu những lần sau mình còn có xử lý sân khấu á, mình cần thời gian thì mình sẽ có cách này cách kia để mình kéo dài ra hơn một tí, để mình thay đổi trang phục hoặc là thay đổi đầu tóc để cho nó hoàn thiện hơn. Còn với anh thì anh tí một tí xíu ở cái chỗ này. Đó là cái chỗ ước gì mà em làm cho nước mưa nó rơi trúng vào mình luôn, giống như Hồ Quỳnh Hương trên sân khấu luôn. Thì nó sẽ tăng cảm xúc, thứ nhất là cho khán giả, cái thứ hai là cho em. Là bởi vì sao? Bởi vì khi anh thấy em diễn đến cái đoạn đó, những cái đoạn mà em đấm tay xuống cái giường nè, thật ra nó bị thiếu lực, nó chưa đầy đặn về mặt cảm xúc. Hồ Quỳnh Hương trong cái đoạn clip gốc đó làm rất là mạnh mẽ, bởi vì cảm xúc nó dữ dội, nó giằng xé, nó mãnh liệt, cho nên cô ấy làm rất là mạnh. Và chính vì động tác mạnh như vậy, nước nó văng lên thì về cái nhìn từ phía khán giả lên tuyệt đẹp luôn. Đó, ước gì mà Lịch làm được luôn cả cái phần đó, thay vì mưa nó chỉ rơi ngoài phòng thôi. Thì bây giờ nếu như mà mưa rơi ướt cả căn phòng thì có lẽ là cái hiệu ứng của khán giả và ban giám khảo dành cho em sẽ còn cao hơn như vậy nữa. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn những lời nhận xét rất là chân thành từ phía ban giám khảo. Một lần nữa xin chúc mừng Phạm Lịch nha. Xin mời bạn về chỗ.